đón Tết hốt hết lộc trời, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, hưởng chọn lộc trời, trúng số liên tiếp, xóa sạch nợ nần, đổi đời đại gia, đón Tết 2024 âm lịch, cực vui, cực sướng. Sang năm lộc phước đầy nhà, chín đời phù hộ cửa nhà ơn trên, thất bát xui xẻo cạnh bên, chấm qua kiếp nạn bình yên cát tường, ngũ hổ xuống núi tìm đường, an bài duyên nợ tình thương đong đầy. Hoan hỉ chào mừng quý cô bác anh chị đã đến và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn may mắn, bình an và hạnh phúc. Quý anh chị tuổi Giáp Dần thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Giáp Dần sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Giáp Dần hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Giáp Dần phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, anh chị tuổi Giáp Dần đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Giáp Dần không được dễ dàng làm mấy. Giáp Dần thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Giáp Dần hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Giáp Dần những điều bất như ý anh chị nhé. Vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ, bản mệnh Giáp Dần hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Giáp Dần đang có, dù thuận lợi hay khó khăn cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Giáp Dần, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp anh chị Giáp Dần nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui, trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10. Nếu tâm của Giáp Dần thay đổi, thì thái độ của Giáp Dần cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Giáp Dần sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Giáp Dần chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Anh chị Giáp Dần thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi ấy bản mệnh Giáp Dần có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chín sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ, nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời giúp người anh chị nhé. Và ngay bây giờ không để anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời anh chị cùng lắng nghe. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Giáp Dần. Sinh năm 1974. Người tuổi Dần tượng trưng cho sự uy quyền và tính liều lĩnh, thích mạo hiểm, thích làm những việc động trời để khiến mọi người phải chú ý tới. Người tuổi Dần có tính tập trung cao, khi họ đã làm việc gì thì quên hết mọi thứ xung quanh và luôn đem hết tất cả sức lực và tinh thần mà hành sự. Thông minh, có tầm nhìn xa rộng, những chú hổ học hỏi rất nhanh có thể nắm bắt mọi thứ trong chớp mắt, họ có thể dễ dàng chuyển từ công việc này sang công việc khác cùng lúc. Trong suốt cuộc đời mình, người tuổi Giáp Dần đổi việc rất nhiều, họ thấy vui vẻ trong những vai trò khác nhau và làm tốt nhất khi phải gánh trách nhiệm trên vai. Quyết đoán và dũng cảm, người tuổi Dần chẳng bao giờ lùi bước trước thử thách, nơi đâu có hiểm nguy khó vượt, hổ sẽ lao vào, khi người khác chùn chân, tìm lối khác, hổ cũng vượt lên trên đường đầu, và khi không ai dám bảo vệ kẻ yếu, những người bị áp bức, chà đạp, bị chối bỏ, hổ với lòng quả cảm, không hề e dè hay sợ sệt, sẽ cầm chắc tay kiếm lao vào kẻ địch. Mang đầy tính nhân ái, hổ dù mạnh mẽ nhưng trái tim luôn nồng cháy, cởi mở và chân thành. Theo tử vi Trung Hoa, có một người tuổi Dần trong nhà, gia đình bạn sẽ rất an toàn vì sẽ không xảy ra hỏa hoạn, trộm cắp vào ban đêm. Những ai sinh vào năm Dần đều luôn đấu tranh cho quyền lợi của mình và những người mà họ yêu thương, họ là những người khó đoán và chưa bao giờ được đánh giá một cách đúng mức cả. Họ thích nghi nhanh và luôn là người dẫn đầu trong mọi cuộc chơi, đó là những người thẳng thắn, trung thực, công bằng, luôn thể hiện những mặt tốt đẹp của mình với những ai quen biết họ. Tôn trọng truyền thống là một trong những nét tính cách đặc trưng của người tuổi Dần, những ai thuộc cung Dần luôn tìm kiếm trải nghiệm những gì mới lạ, họ có xu hướng khác biệt với đám đông và thích thiết kế nội thất trong nhà theo ý tưởng độc đáo, khiến người khác không thể bắt chước được. Khi một ai đó làm trái ý hay gây hại cho người tuổi Dần, thì người đó hãy cẩn thận. Bởi người tuổi Dần có tính thù dai, lòng oán hận có thể khiến họ làm bất cứ việc gì,
dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Cuộc đời thời người tuổi Dần khá thăng trầm, khi lên voi lúc xuống chó, bởi lúc nào họ cũng thấy bất mãn, không vừa ý với chính mình. Hổ ở phương Đông là tượng trưng cho quyền lực, nhiệt tình và mạnh bạo. Anh ta là một nhân vật ưa kết bạn, thu hút sự chú ý của mọi người và rất khó nắm bắt. Anh ta được mọi người kính trọng, khiến mọi người sợ sệt như cọp vậy. Anh ta có thể giúp gia đình tránh được nhiều nạn lớn nếu bạn đã quen với tính cách mạnh mẽ của anh ta. Với sức sống sôi nổi, sự thu hút, nhờ thái độ lạc quan trước cuộc đời, anh ta sẽ khơi gợi những tình cảm trong lòng mọi người, khiến họ chẳng thể nào lạnh nhạt, cô đơn. Nói tóm lại, người tuổi Dần đầy sức thu hút sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Do anh ta sinh ra đã có tố chất không hề biết mệt mỏi và hơi lỗ mãng, nên thường hành động rất nhanh. Anh ta là người đa nghi hay dao động, nên dễ đưa ra những quyết định vội vàng. Anh ta rất khó tin tưởng người khác và không bao giờ chịu để ấm ức giấu trong lòng. Đồng thời anh ta lại là một người thành thật, giàu tình cảm và khẳng khái, hơn nữa còn có khiếu hài hước tuyệt vời. Người tuổi Giáp Dần rất nhân từ, anh ta yêu trẻ, động vật hay những thứ có thể khơi gợi trí tưởng tượng và sự chú ý. Hễ anh ta bị cuốn vào một chuyện nào đó, liền quên hết thảy. Anh ta làm việc bao giờ cũng một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý. Bạn cứ tin chắc rằng anh ta sẽ vận dụng 100% khả năng, có khi còn hơn thế để làm việc. Người tuổi Giáp Dần có đời sống tình cảm rất phong phú, nên thời trẻ khá phóng túng. Một số người sau này cũng sẽ thay đổi. Điều này có lẽ vì ngoài tính ham vui, anh ta còn là người thực tế, không ngại hiểm nguy. Anh ta tỏ ra khinh thường những chuyện mình không tán đồng, chế giễu và mỉa mai cái xã hội bị quan niệm truyền thống bó buộc chân tay. Anh ta luôn muốn thể hiện bản thân. Điều này hình thành nên tính cách của anh ta. Nếu gặp được cơ hội tạo phản hoặc khiêu chiến với các phương thức truyền thống, anh ta sẵn sàng dồn toàn lực lượng tham gia. Nếu nói rằng đây là khuyết điểm, lẽ nào bạn sẽ bớt yêu mến anh ta chăng? Không, có đến 8-9 phần 10 người sẽ khen ngợi điều đó. Có lẽ chúng ta cũng không tán đồng với sự thô bạo của anh ta và giật mình lo sợ trước những hành động điên rồ táo tợn của anh ta. Nhưng chúng ta sẽ không quên cầu nguyện cho anh ta, coi thành công của anh ta cũng giống như của chính chúng ta. Khi người tuổi Dần đau buồn, anh ta cần sự cảm thông thực sự, chớ nên suy đoán ai đúng, ai sai, theo tình theo lý. Khi an ủi, anh ta cần phải nhỏ nhẹ. Nếu sự việc chuyển biến tốt, anh ta sẽ báo đáp bạn gấp bội. Anh ta sẽ lắng nghe những lời nói đầy lý trí của bạn và sẽ nhớ như in từng câu từng chữ khuyên nhủ thiện ý. Nhưng đó không có nghĩa là anh ta sẽ tiếp nhận lời khuyên. Hai việc đó hoàn toàn khác nhau. Họ rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nhưng một khi danh dự, lòng tự trọng bị xúc phạm, thì tuổi Dần sẽ căm ghét, ôm lòng thù hận người đó. Họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Bởi vậy mà người này luôn cố gắng, phấn đấu, chăm chỉ làm việc. Bạn sẽ thấy thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm. Tuổi Dần vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là những người sống giàu tình cảm. Họ thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối lợi dụng ai. Giữa đám đông tuổi Hổ năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, dường như những người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Tuổi Dần yêu thích không gian trong lành, yên bình, rộng mở của thiên nhiên. Thời còn trẻ, những người này thường có những chuyến du lịch xa để khám phá, trải nghiệm điều mới mẻ trong cuộc sống. Họ lạc quan yêu đời như những đứa trẻ, lúc nào cũng cười nói, hồn nhiên, không bao giờ cảm thấy cô đơn buồn tủi. Khi mới trưởng thành, tuổi Dần sẽ gặp phải nhiều khó khăn, gian khổ trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu kiên trì quyết tâm vượt qua, họ sẽ đạt được quyền lực, địa vị cao trong xã hội. Muốn vượt qua được khó khăn, người này cần phải bình tĩnh, suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định và lắng nghe lời khuyên của mọi người. Những công việc càng thử thách, nguy hiểm, càng hấp dẫn được người tuổi Dần. Họ muốn chinh phục vinh quang bằng cách làm những việc không ai có thể thành công. Tuổi Dần phù hợp với những công việc, tổ chức, quản lý người khác. Họ luôn biết cách sắp xếp công việc khoa học, hợp lý, đem lại hiệu quả cao. Cả cuộc đời họ tâm huyết chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ, hướng tới cuộc sống xa hoa, uy quyền. Người khác sẽ thấy những người tuổi Dần giống như một cỗ máy, không bao giờ mệt mỏi với công việc. Thực ra tuổi Dần cũng có lúc mệt mỏi, áp lực, nhưng sở thích và đam mê là nguồn động lực để họ tiếp tục làm việc, vươn lên phát triển bản thân. Đối với tuổi Dần, thứ quan trọng nhất không phải là tiền bạc. Họ cố gắng phấn đấu để đạt được một địa vị trong xã hội, được mọi người tôn trọng và kính nể. Họ sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho người thân hay những người gặp khó khăn mà không hề do dự. Tuổi Dần có con mắt nhìn xa trông rộng, họ nhìn nhận được đâu là cơ hội dành cho mình. Bởi vậy, những người này sẽ luôn đưa ra những quyết định chính xác, đúng thời cơ. Họ là những người khá quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, không bao giờ tin vào số phận hay may mắn. Dù có khó khăn gặp phải thất bại, tuổi Dần cũng sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần chiến đấu,
Không bao giờ chịu đầu hàng trước thử thách, tuổi Dần có những kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực nhờ vào tài năng lãnh đạo, tổ chức của mình, mà những người này đạt được nhiều vị trí quan trọng được mọi người tin tưởng, yêu quý. Tuổi Dần khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung, sáng tạo trong công việc. Người tuổi Dần luôn chiếm thế thượng phong và không ngừng tỏa sáng, cho dù họ hoạt động ở bất kỳ lĩnh vực nào, kinh tế, tài chính, chính trị hay văn hóa nghệ thuật, người tuổi này luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách, khó khăn, vì vậy mà họ luôn tất bật hơn người khác. Những công việc lãnh đạo, quản lý như làm chủ công ty, nhà chính trị, cảnh sát hoàn toàn có thể phù hợp với họ. Một trong những ưu điểm của người tuổi Dần trong công việc là tính chủ động, sáng tạo. Họ luôn có những phương án sáng suốt để tháo gỡ các tình huống phức tạp, mang lại hiệu quả tốt hơn trong công việc. Khi làm việc với những người tuổi này, bạn nên ưu ái cho họ một không gian riêng tư, thoáng đãng. Có vậy họ sẽ phát huy tối đa sở trường của mình, mang lại hiệu quả cao trong công việc. Ngược lại, nếu làm việc ở môi trường chật hẹp, họ sẽ cảm thấy bức bối, khó chịu, ảnh hưởng tới chất lượng và tiến độ công việc. Tổng quan tử vi năm 2024 âm lịch của người tuổi Giáp Dần 1974. Tuổi Giáp Dần sinh từ ngày 23 tháng 1 năm 1974 đến ngày 10 tháng 2 năm 1975, thuộc mệnh Thủy, đại khe Thủy, tức nước khe lớn, thiên can Giáp kết hợp với địa chi Dần, mang ý nghĩa lập định chi hổ, tức hổ tự lập. Mệnh Thủy của tuổi tương khắc với mệnh Hỏa của năm 2024, thiên can Giáp, bình hòa với can Giáp, địa chi Dần, bình hòa với chi Thìn. Tổng quan về năm Giáp Thìn của bản mệnh, Giáp Dần gói gọn trong 4 chữ, trong nguy có cơ, Giáp Dần duy trì ổn định công việc và tình hình tài chính trong năm 2024. Là người có nhiều kinh nghiệm, vốn hiểu biết sâu sắc, bản mệnh được tín nhiệm giao phó các nhiệm vụ quan trọng. Nếu hoàn thành tốt, nam nữ tuổi Giáp Dần sẽ gặt hái được thành tựu xứng đáng. Sinh năm 1974 là người giữ chữ tín nên luôn được mọi người xung quanh kính trọng, mối quan hệ xây dựng dựa trên niềm tin, sẽ bảo vệ bản mệnh khỏi những lời tai tiếng bên ngoài, có được những người bạn thật lòng, tốt bụng. 1. Sao chiếu mệnh. Bản mệnh Giáp Dần gặp sao Vân Hớn trong năm 2024, chòm sao chủ về thị phi, tai tiếng. Sao Vân Hớn có tính chất không tốt nhưng tương đối lành, không gây ảnh hưởng nhiều tới công việc và cuộc sống của mệnh chủ. Nam mạng tuổi Giáp Dần đề phòng kẻ tiểu nhân lợi dụng, chú ý lời ăn tiếng nói hàng ngày. Đối với nữ mạng, nữ sinh năm 1974 gặp sao chiếu mệnh La Hầu trong năm 2024 Giáp Thìn, chòm sao chủ về thị phi, phiền muộn. Bản mệnh nếu là người khéo léo, có thể tránh được những chuyện thị phi trốn công sở, tập trung vào công việc của mình. Đôi lúc cảm thấy phiền lòng không lý do, Giáp Dần nữ mạng nên dành một khoảng tĩnh lặng để bản thân nghỉ ngơi, hồi sinh tâm trí. 2. Vận hạn. Người sinh năm 1974 gặp hạn thiên la, chủ về gia đạo, mâu thuẫn trong năm Giáp Thìn. Giáp Dần nam mạng là người đứng ra giải quyết các vấn đề xảy ra trong gia đình. Bản mệnh nên công tâm và công bằng với các thành viên, chủ động dàn xếp mọi chuyện tốt nhất để không ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Với nữ mạng, mệnh chủ Giáp Dần 1974 gặp hạn Diêm Vương trong năm 2024, hạn chủ về tai tiếng thị phi. Nữ giới gặp hạn Diêm Vương tránh lo chuyện bao đồng, tốt nhất nên bỏ ngoài tai những lời bịa đặt vô căn cứ. Trong mối quan hệ với mọi người xung quanh, bản mệnh nên duy trì thái độ hòa nhã, ứng xử thấu tình đạt lý. 3. Vận niên. Vận niên chư phùng hỏa, tức heo gặp lửa, nhắc nhở bản mệnh Giáp Dần cần đề phòng sự cố bất ngờ trong công việc và cuộc sống. Trong công việc khi hợp tác làm ăn, bản mệnh nên cân nhắc tới các tình huống có thể xảy ra, chuẩn bị phương án giải quyết toàn diện, có lòng tốt giúp đỡ mọi người, nhưng phải đúng người, đúng lúc, đúng chỗ. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Dần 1974, Tết 2024 âm lịch. Tử vi Tết 2024 âm lịch tuổi Giáp Dần chỉ ra rằng, bản mệnh có lẽ sẽ không gặp được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới. Mọi mặt cuộc sống của bạn đều có dấu hiệu xuống dốc đáng kể, và điều này nhắc nhở bạn cần chú ý hơn đến mọi việc mình bắt tay vào làm. Dưới tác động tiêu cực của nguyệt lệnh lâm bệnh, bạn sẽ phải thường xuyên lo âu, bôn ba vất vả, song kết quả sẽ khó có thể được như ý muốn. Vì không có tinh thần và ý chí phấn đấu, nên bạn cũng chỉ cố gắng hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình. Lại thêm thái tuế và âm sát hung tinh ảnh hưởng, bạn cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân gian trá, có thể xuất hiện để lừa gạt mình bất cứ lúc nào. Chuyện làm ăn kinh doanh dường như dậm chân tại chỗ, bạn phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh, ganh đua thiếu lành mạnh của đối thủ. Nếu không tỉnh táo khi cân nhắc vấn đề thì dễ rơi vào cái bẫy răng sẵn, khiến tiền bạc hao tổn. Tháng này sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc,
nên bản mệnh Giáp Dần còn phải tốn tiền cho các khoản thuốc men chữa trị. Vì thế khi có tiền trong tay thì chớ tiêu hoang, nếu không dễ rơi vào cảnh cháy túi. Chuyện tình duyên chưa có những điểm sáng đáng kể, bạn dành nhiều thời gian để lo lắng cho công việc, lại thêm bệnh tật khiến sức khỏe xuống dốc, nên bạn không có tâm trạng nào để quan tâm đến chuyện yêu đương. Người đã lập gia đình cũng thường xuyên trút những cơn nóng giận vô lý của mình lên đầu người ấy, khiến quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng. Nếu không giải quyết sớm tình trạng này thì tình cảm dễ rạn nứt, lạnh nhạt. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Giáp Dần 1974, Tết 2024 âm lịch. Rất tiếc là sự nghiệp của người tuổi Giáp Dần chưa có những bước tiến đáng kể trong Tết 2024 âm này. Bạn cần tự nhắc nhở bản thân mình cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không nên để kết quả hoặc hiệu suất công việc bị thụt lùi. Nguyệt lệnh lâm bệnh mang lại nhiều tác động không mong muốn cho bản mệnh, khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, uể oải, chẳng muốn bắt tay vào bất cứ công việc gì. Vì thế dù được giao cho nhiệm vụ đi nữa, bạn cũng chỉ làm cho có lệ, không có ý định nhận lời khen thưởng hoặc đề bạt của cấp trên. Con giáp này cần nhắc nhở bản thân thay đổi lối suy nghĩ hiện tại, nếu không bạn không chỉ dậm chân tại chỗ mà còn tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Thái tuế và âm sát là hai hung tinh đồng thời xuất hiện, càng là lời nhắc nhở bản mệnh phải thận trọng hơn trong công việc, nếu không dễ phạm phải những lỗi sai đáng tiếc. Kẻ tiểu nhân cũng luôn rình rập trong khoảng thời gian này, dù bạn có làm ngơ thì chưa chắc đã được bỏ qua, những kẻ đó có thể tìm cách hạ bệ bạn hoặc cướp công lao mà bạn đã nỗ lực gây dựng trong khoảng thời gian trước đó. Do vậy, bạn cần đề cao cảnh giác với mọi người xung quanh, không nên quá cả tin, cũng không nên hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Xét phương diện tài lộc, tuổi Giáp Dần 1974, Tết 2024 âm lịch. Xem vận trình tử vi 12 con giáp trong Tết 2024 âm lịch nhận thấy, tình hình tài chính của người tuổi Giáp Dần cũng không có dấu hiệu tăng tiến đáng mừng. Bạn không có tinh thần cố gắng phấn đấu, lại thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ốm yếu, nên tiền bạc không những không tăng mà còn có thể suy giảm. Người làm ăn kinh doanh cần tự tìm ra động lực phát triển cho mình, không thể mãi đi theo một lối mòn đã vạch sẵn. Hãy học hỏi kinh nghiệm của mọi người xung quanh, không ngại tham khảo cách làm của đối thủ cạnh tranh để có thể rút ra bài học cho bản thân mình. Trước khi ký kết hợp đồng, bạn cũng cần kiểm tra kỹ lại giấy tờ để tránh bị kẻ tiểu nhân ngầm giở trò, gây thiệt hại về kinh tế hoặc quyền lợi trong tương lai. Đừng chủ quan cho dù đó là những mối làm ăn nhỏ hay đối tác là những người mình đã biết từ trước đi nữa. Người làm công ăn lương cần tập trung vào nhiệm vụ được phân công để hoàn thành cho tốt, tránh để xảy ra lỗi lầm. Vừa tốn thời gian giải quyết, lại vừa có thể sẽ phải tốn tiền để giải quyết lỗi sai do mình gây ra. Vấn đề sức khỏe có thể cũng sẽ khiến bản mệnh tốn một khoản chi phí để thuốc men điều trị. Để có thể tiết kiệm được khoản tiền này, thì bạn nên nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ, điều trị khi còn sớm, để tránh tình trạng bệnh kéo dài, khiến tiền bạc hao tổn ngày càng nhiều. Xét phương diện tình duyên, tuổi Giáp Dần 1974, Tết 2024 âm lịch. Xem tử vi 12 con giáp âm lịch nhận thấy, con giáp này cũng khó có cơ hội được đón những tin vui tình cảm trong khoảng thời gian này. Có lẽ vấn đề phần nhiều nằm ở chính bản thân bạn. Bạn không muốn mở lòng cho mọi người xung quanh, cũng như những người thân thiết nhất. Người độc thân thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cho rằng việc yêu đương vừa phiền phức, vừa tốn thời gian. Vì thế, bạn thường tìm cách để đẩy những người thật lòng với mình ra xa. Dù có được người thân quen giới thiệu cho đối tượng, bạn cũng tìm cách để chối từ các buổi gặp gỡ. Người đã lập gia đình thường hay giận hờn vì những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Ngoài ra, áp lực về công việc và kinh tế cũng khiến bạn trở nên mệt mỏi và nóng nảy hơn. Do đó bạn thường không có đủ lòng kiên nhẫn để trò chuyện, tâm sự với nửa kia. Tuy nhiên bản mệnh cần phải nhớ đừng trút những cơn giận của mình lên đầu người ấy, khiến quan hệ vợ chồng trở nên xa cách và dần dần lạnh nhạt với nhau hơn. Âm sát hung tinh xuất hiện cũng là dấu hiệu cảnh báo kẻ thứ ba có thể chen chân vào mối quan hệ của hai người. Vợ chồng cần thường xuyên trò chuyện với nhau, chớ nên chỉ lo chuyện của bản thân mình hoặc tìm niềm an ủi ở bên ngoài. Hãy biết trân trọng những gì mà mình đang có, đừng để đến khi mất rồi mới cảm thấy hối hận. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Giáp Dần 1974, Tết 2024 âm lịch. Tình hình sức khỏe của người tuổi Giáp Dần không được tốt, do phải chịu tác động lớn của nguyệt lệnh lâm bệnh, bạn thường xuyên phải vất vả, bôn ba khiến cơ thể suy nhược. Một số người cảm thấy mệt mỏi, lười vận động, khiến sức đề kháng càng dễ suy giảm. Tuy bệnh tật mắc phải trong thời điểm này không nặng lắm, nhưng dễ kéo dài. Bạn cần nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ, ăn uống khoa học hơn, chú ý dành thời gian rèn luyện thể dục thể thao, đặc biệt là suy nghĩ tích cực để tinh thần luôn được nhẹ nhàng, thoải mái,
Khi có những chuyện không như ý muốn xảy ra, bạn chớ nên bi quan, hãy tìm người thích hợp để tâm sự và tháo gỡ những vướng mắc trong lòng. Khi suy nghĩ được nhẹ nhõm, bạn cũng sẽ cảm thấy mình được khỏe khoắn, vui tươi hơn. Thái tuế hung tinh cảnh báo bản mệnh cần cẩn thận khi di chuyển ngoài đường hoặc khi lao động chân tay, tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc gây hao tổn sức khỏe. Bạn không nên cố gắng làm việc khi đang mệt mỏi, tốt nhất nên sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi. Quý vị thân mến, để năm 2024 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt cát tính của sao tốt và cách dài hạn trong năm để anh chị có một năm mới bình an, may mắn. 1. Hóa giải sao Vân Hán theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Vân Hán hành hỏa, nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu, cụ thể như đeo trang sức đá quý, màu vàng, màu nâu, như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn năm này, bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối thị phi. Vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc, cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn, kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. 2. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống, không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Quý vị thân mến, khi chọn người hợp tuổi xông nhà, gia chủ nên xét theo tam hợp, nhị hợp hoặc mệnh hợp, người khỏe mạnh, tính tình tốt, sống chân thành, giúp thu hút phước đức cho gia chủ, người thành công, đỗ đạt, giúp thu hút tài khí cho gia đạo. Bản mệnh Giáp Dần khi chọn người xông nhà nên chọn theo tam hợp, Dần Ngọ Tuất hoặc nhị hợp, Dần Hợi. Ngoài ra người mệnh Kim xông nhà cho người mệnh Thủy, giúp rước hên vào nhà, đón nhận may mắn. Giáp Dần nam mạng nên chọn những người có tuổi trong danh sách sau: sinh năm 1959 tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1969 tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1972 tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1981 tuổi Tân Dậu, sinh năm 1989 tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 2002 tuổi Nhâm Ngọ. Chọn người xông nhà không phân biệt nam nữ, quan trọng nhất vẫn là con người họ tử tế, được mọi người yêu quý, kính trọng. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Lựa chọn xuất hành vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, đi về hướng Đông Nam để đón tài thần, hướng Đông Bắc để đón hỷ thần. Chọn giờ hoàng đạo để xuất hành dưới đây: giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ. Vâng, thưa quý anh chị tuổi Giáp Dần thân mến, khi đến tuổi trung niên, ai cũng mang trong mình vô vàn những nỗi lo, áp lực về công việc, gia đình, rồi tiền bạc. Thế nhưng để cuộc sống nhẹ nhàng hơn, ta nên học cách giảm bớt, buông bỏ những gánh nặng dư thừa này. 1. Những vật chất không cần thiết. Khi còn trẻ, chúng ta mong muốn và ao ước một cuộc sống đầy đủ, dư thừa vật chất. Ta luôn nỗ lực làm việc, kiếm tiền để có thể trang bị đầy đủ nhà cửa, xe hơi. Đôi khi chúng ta đánh mất ước mơ và thậm chí đánh đổi quá nhiều thời gian và sức khỏe để phục vụ cho việc này. Nhưng khi đến tuổi trung niên, bạn sẽ thấy những điều đó không còn quá cần thiết, chỉ cần vừa đủ cho cuộc sống của mình mà thôi. Họa sĩ hoạt hình Thái Chí Trung, Trung Quốc là một ví dụ điển hình cho chuyện này. Khi còn trẻ, ông bị quá ám ảnh bởi cuộc sống vật chất, thích mua ô tô và nhà. Vậy nên ông đã sở hữu cho mình 10 căn nhà và nhiều loại xe. Tuy nhiên, việc quản lý xe hơi và nhà cửa đã tiêu tốn quá nhiều thời gian,
đến nỗi ông không còn sức để sáng tác truyện tranh. Chỉ khi đó, Thái Chí Trung mới nhận ra rằng của cải vật chất quá mức đang tiêu tốn cả thế giới cũng như bản thân ông. Vì vậy, họa sĩ này bắt đầu giảm bớt hạn chế vật chất của mình, chỉ giữ lại những gì thực sự có ích. Những thay đổi đó khiến họa sĩ này nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ông không chỉ có nhiều thời gian hơn, mà còn có nhiều năng lượng hơn cho cuộc sống và đam mê của mình. Mayumi Kawa Nhật Bản đã chia sẻ rằng, sở hữu những món đồ cũng tương tự với việc tiêu tốn năng lượng vào những món đồ đó. Cuộc sống có tuyệt vời hay không, không phụ thuộc vào việc bạn có bao nhiêu món đồ, mà phụ thuộc vào việc bạn có bao nhiêu thời gian để tận hưởng, giảm bớt nguồn lực vật chất, loại bỏ những gánh nặng dư thừa, và tập trung vào những gì thực sự quan trọng. Chúng ta có thể tập trung nhiều hơn vào sự bình yên nội tâm và niềm vui đích thực của cuộc sống. Chúng ta tưởng chừng như mình đang thống trị vật chất, nhưng thực chất lại đang bị chúng điều khiển. Không gian tinh thần của con người là có hạn. Nếu bị ham muốn vật chất chiếm giữ, thì sẽ không còn chỗ cho tâm hồn bên trong bạn. Hãy để lại không gian, bạn sẽ có nhiều khả năng và sự lựa chọn hơn trong cuộc sống. 2. Những lời phàn nàn và tạm biệt cảm xúc tiêu cực. Phàn nàn là một loại năng lượng tiêu cực không chỉ lãng phí thời gian, sức lực, mà còn tác động tiêu cực đến tâm trạng của chúng ta trong cuộc sống. Càng phàn nàn, thì vận may của bạn sẽ càng kém đi. Tác giả Dư Phàm Trung Quốc đã chia sẻ ví dụ về người bạn của mình. Tôi có một người bạn tên Tiểu Tiểu, mỗi khi cảm thấy không hài lòng trong công việc, cô ấy sẽ phàn nàn với đồng nghiệp vì sếp quá khắc nghiệt hoặc vì cách đối xử của công ty không tốt, đồng nghiệp đều tránh mặt cô. Và sếp của cô cũng đề nghị cô từ chức, cô ấy đã thay đổi công việc 2 lần trong 1 tháng, chẳng có ai muốn nói chuyện với cô ấy cả. Nếu thái độ của bạn tốt, tâm trạng và hoàn cảnh cũng sẽ thay đổi, giải quyết mọi việc bằng thái độ đúng đắn, tích cực sẽ tốt hơn là tiêu cực và làm hại người khác. Sau tuổi trung niên, ta nên phải học cách ít phàn nàn hơn để điều chỉnh tâm lý của mình. Phàn nàn sẽ không giải quyết được vấn đề, mà còn tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Thay vào đó, ta có thể tập trung vào những việc quan trọng hơn và tìm kiếm những giải pháp khác. 3. Những thông tin dư thừa. Trong thời kỳ công nghệ hóa, hiện đại hóa, mỗi ngày lên mạng xã hội chúng ta đều nhận được vô vàn những nguồn thông tin khác nhau, bao gồm cả những tin rác và tin thừa. Việc này không giúp não bộ có thêm nhiều kiến thức, mà thay vào đó sẽ giảm khả năng tập trung và tiếp thu. Blogger Classmate đã chia sẻ một trải nghiệm của mình. Tôi dành quá nhiều thời gian lang thang trên mạng, mặc dù có rất nhiều thông tin, tuy nhiên khi cần lại không tìm được thứ gì hữu ích. Tôi đã xem rất nhiều video, nhưng hiếm khi hiểu được. Quá nhiều thông tin khiến não tôi không thể tập trung suy nghĩ, năng lượng liên tục bị phân tán, từ đó tác động tiêu cực đến trạng thái tinh thần. Khi đến tuổi trung niên, chúng ta nên học cách chọn lọc thông tin tiếp nhận để tập trung vào hiện tại và giữ đầu óc minh mẫn. 4. Những mối quan hệ không cần thiết. Khi còn trẻ, ta thường có xu hướng kết giao và kết bạn với rất nhiều mối quan hệ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, khi đến tuổi trung niên, những mối quan hệ này không còn nhiều và cũng không còn cần thiết. Khi con người có tâm hồn cô đơn, họ có xu hướng mong muốn kết nối, hy vọng có được sự công nhận từ người khác. Trong cuộc đời bạn sẽ chỉ gặp mọi người khi cần thiết. Chúng ta có đích đến khác nhau, và cho dù có thể đồng hành thì cuối cùng vẫn buộc phải rời đi. Vấn đề không phải là có nhiều hay ít bạn bè, mà là liệu chúng ta có thể dành thời gian chia sẻ cùng nhau hay không. Chúng ta cần những người bạn thực sự, những người có thể hỗ trợ khi ta lạc lối nhất và bên cạnh ta khi cần. Sau tuổi trung niên, ta phải học cách chọn lọc những mối quan hệ. Thời gian rất quý giá, hãy để nó cho những người hiểu bạn. Vâng, quý anh chị thân mến, những thông tin trong video chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý anh chị Giáp Dần nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc cần được tư vấn thì hãy comment xuống bên dưới phần bình luận. Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải và phản hồi quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn sớm gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.